Chào các bạn, chào cả nhà. Chào các bạn, chào cả nhà. Giờ mà mình khoe với cả nhà mình à. Ôi. Ôi giời ơi, đây. Mai hái cái giờ này mà hái gì kịp nữa. Hái kịp nữa, tối rồi. Giờ mình hái đậu rồng. Coi đậu rồng nhà mình nè. Đây. Mình hái chứ không phải để lên nhà uống. Ngon ghê. Dạ. Ngon chưa? Ăn sống với cá kho cũng ngon lắm. Ăn với cá kho cũng ngon. Ngon hơn cả nhà đâu. Ngon lắm. Đã rồi. Hái kìa, hái đậu. Các mời các bạn hái đầu rồng của mình nha, hái đầu rồng đã luôn, ngon vậy rồi ha. nhiều lắm. Cái đó là đã chưa, ngon chưa, xào thịt bò là hết ý luôn, ngon lắm. Trời, ngon hay chưa, ngon chưa. Như vậy là ăn là vừa chứ mà lơ tơ mơ là để là nó về. Này. Dừa. Dừa. Để lơ tơ mơ là nó về. Đã chưa? Đó, con chịu lật bớt lá rồi. Đó, chết rồi, già nó nè. Già một chút thì nó trời thôi chứ. Nằm ở trên này mà đâu có thấy đâu. Già rồi. Già rồi, thấy không các bạn? Nằm ở tuốt ở trên này đâu thấy gì đâu, khỉ mất gì đâu thấy. Già quá, già nhiều quá. Ông lật bớt không? Lật lớp bớt lá là mới thấy à. Bớt lá nó mới. Nó nằm ở trên này là thua. Đây nè, thấy chưa? Như vậy là thôi chứ làm sao thấy. Nằm vậy thôi chứ làm sao thấy. Để nó gãy. Ngon ngon rồi ạ. Đó, anh nào chưa thấy chưa? Nằm chú ở đây. Đây nữa nè.
Coi nè, hái nè, một khay rồi thấy không, cả nhà hái một khay rồi đó. Hái một khay rồi đó. Ừ, đã chưa cả nhà? Đó, xào được một dĩa rồi đó. Trên này nè, không thấy đâu. Trước cái trên này nè đó, đã gặp ổng mà hái thấy không? Đây nè. Ha. À, thấy chưa? Nó nằm trước bên này thôi, chưa. Nằm trước trên đó thôi chứ sao không thấy. Đó kìa. Vậy thôi chứ sao không thấy. Ừ. Đeo kính đeo đồ vô mới thấy lận. Đáng vậy mà ông chịu lặt lá bớt không? Ừ, trời tôi chi cả lạng. Lặt lá bớt mới thấy đường hái. Nằm ở trên đó nó già hết. Ừ, già rồi. Già nhiều quá rồi. Quá nhiều già luôn á. Rồi đây nữa nè. Xong luôn. Xong luôn nè cả nhà. Thấy chưa? Nó nằm ở trên vậy không coi như xong luôn à. Ờ, nhiều ghê. Hai ba chục trái luôn. Hai ba chục trái già luôn. Đó nè, coi nè. Để lá làm chi mà cho cố gì như thôi chứ. Để lá dày quá. Ừ, đây nữa nè. Rồi già rồi còn gì nữa nè. Già rồi, cứ nhắc rồi thôi đừng hái nữa. Đó. Ông để lá vậy thôi chứ đâu có thấy đâu. Nhiều. Có thấy đường không? Già rồi sao hái? Ừ. Đó. Đây cũng già rồi kỳ khỉ nữa. Được, còn ăn được. Còn ăn được nè ha. Còn ăn được. Còn ăn được. Chứ giờ mà già nhiều quá. Ồ, chưa, thấy chưa? Hái từ nãy giờ mà sàn tới sàn lui mà không thấy nè. Thấy không? Sàn tới sàn lui mà không thấy á. Sàn tới sàn lui mà không thấy á. Không thôi là nó già tuốt nữa không? Thấy vậy chứ qua ngày mai là nó già. Ờ, nhiều trái già lắm.
Wow, thế này. Nãy giờ mà đi qua đi lại mấy vòng luôn. Thấy không? Đó. Đi qua đi lại mấy vòng mà giờ mới thấy nó. Thấy ở trên này nó dày dục ở trên này đây. Coi như là nó dày dục cái kiểu này là thôi chứ không có thấy đâu. Đây nè, nó cá trái non trên này cả lạng nè. Úi da, đây nữa nè, thấy chưa? Này, thấy không? Thấy không? Vậy thôi chứ làm sao thấy. Vậy thôi chứ làm sao thấy. Đây nè, nằm vậy sao thấy. Ông trồng dày quá. Dày quá, đây nè. Nãy giờ mà đi qua đi lại mấy vòng mà giờ lội ra nữa nè. Nói để ngày mai là xong luôn. Mai là khỏi hái luôn. Mà đâu có để chi mà giống mà cả lạng cả kia. Già rồi còn gì nữa đâu. Già rồi. Uống ra, cái trái này có uống ra nó già rồi. Uống không? Đã chưa nè. Các bạn, đã chưa? Đó. Ngày nào cũng thu hoạch đó mà chỉ mà mắc việc cái là coi như là rồi. Mắc việc là già. Một khay đầy luôn. Lặt xuống gãy. Ngon quá mà nó gãy luôn. Non mướt rượt rượt luôn. Chứ mà già tờ thôi chứ đâu có ăn được. Đó, đã luôn cả nhà. Khoe với cả nhà mình. Đó. Mình thu hoạch được như đây nè. Cả nhà. Đã chưa? Bye các bạn. Bye anh chị em và các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye, thank you, see you next time.